Đây là bài viết 5 điều thú vị về người anh em Lào của tác giả Adele Đoàn. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Mình đi du lịch không chỉ để thăm thú cảnh quan, mà mình đặc biệt thích tìm hiểu văn hóa và quan sát cuộc sống của người dân bản địa. Những điều gì giống hay khác so với Việt Nam? Trước Tết, mình đã ở Lào 7 ngày và đây là những thứ hay ho mình nhận ra về đất nước Lào, người anh em thân thiết của Việt Nam. Thành phố ở Lào yên bình và vẫn luôn như vậy. Mình đã đi qua 3 thành phố chính tại Lào, đó là Luang Prabang, Vientiane và Vang Vieng. Đây là những nơi đông người nhất vì là điểm đến du lịch nổi tiếng của khách nước ngoài khi ghé thăm Lào. Điều đặc biệt là dù có đông người đến đâu thì những thành phố tại Lào vẫn giữ được nét yên bình vốn có. Không hề xô bồ, nhịp sống chậm chậm bởi chính những người dân bản địa họ đã quen thuộc với nếp sống như vậy rồi. Họ không hề vội vã trên đường, ít thấy người Lào cạnh tranh nhau trong kinh doanh, họ cũng không hề đặt nặng mục tiêu phải làm giàu. Dường như với người Lào, mỗi người sinh ra đã có vai trò riêng và họ chỉ đơn giản là sống và thực hiện vai trò của mình một cách rất bình thản. Các thành phố tại Lào, cơ sở vật chất không quá phát triển, chỉ ở Vientiane là thủ đô của Lào thì mới thấy một vài trung tâm thương mại hoặc tòa nhà cao tầng. Hệ thống đường liên tỉnh còn nhỏ, có ít chuyến xe qua lại. Nếu bạn là du khách chưa quen với những chuyến bus dài từ thành phố này tới thành phố kia thì với xe khách ở Lào bạn sẽ rất dễ bị say xe đấy. Người dân Lào hiền lành, làm gì cũng chậm chậm, không vội vã. Mình cần rất kiên nhẫn khi nói chuyện với người Lào bởi cách làm việc của họ rất chậm và từ tốn. Bởi ở Lào có phải vội gì đâu. Mình từng đợi hơn 15 phút chỉ để bạn lễ tân khách sạn kiểm tra và thông báo rằng bạn đã xếp nhầm khách du lịch khác sang phòng của mình đã đặt trước đó. Dù bạn có lỡ bực tức hay phàn nàn một chút thì họ vẫn sẽ như vậy và đáp lại bằng một nụ cười hiền khô à. Người Lào rất hiền lành, không thích cạnh tranh nên khách du lịch đến đây vẫn cảm thấy cực kỳ thoải mái mà không sợ bị chặt chém hay là lừa đảo gì cả. Người Việt có ảnh hưởng nhất định trong đời sống và kinh tế tại Lào. Với những tính cách kể trên thì người Lào không quá phù hợp để làm kinh doanh, đặc biệt là làm dịch vụ. Vậy nên ở đây là cơ hội rất tốt cho người Việt Nam và người Hoa. 2 trong 3 homestay mình ở, chủ nhà đều là người Việt. Bác tài xế túc túc nói rằng ở Luang Prabang thì có đến 70-80% chủ của các homestay, hostel hay là hotel đều là người Việt. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì hai nước Việt-Lào có quan hệ rất tốt nên người Việt qua đây làm kinh tế cũng dễ dàng và thuận lợi. Nguyên nhân thứ hai có thể là do đặc thù ngành dịch vụ ở Lào cần giỏi tiếng Anh, tháo vát, nhanh nhẹn trong xử lý vấn đề và đáp ứng những nhu cầu của khách hàng. Những người Việt mình gặp ở Lào hầu hết đều có chung một từ là lanh. Ở Luang Prabang, cố đô của Lào có những gia đình người Việt đã qua đây sinh sống và làm kinh tế hơn 35 năm. Và theo lời của người dân Lào thì họ là một trong những gia tộc giàu có và có sức ảnh hưởng nhất tại thành phố này. Chi phí sinh hoạt ở Lào không hề rẻ như nhiều người nghĩ. Nếu đổi ra tiền Việt Nam thì chi phí ăn uống và đi lại ở những thành phố lớn của Lào cũng không rẻ hơn Hà Nội là bao nhiêu. Thậm chí nhiều mặt hàng hay bán trong siêu thị còn đắt hơn tại Hà Nội nhiều. Nếu qua Lào du lịch, bạn sẽ bị bất ngờ vì uống bia phải trả thêm tiền đá hay vào bất kỳ đền, chùa, địa điểm tham quan cũng phải mua vé. Thường thì vé cũng không rẻ xíu nào đâu. Với mức chi phí như vậy thì không có quá nhiều người Lào giàu có và sống thoải mái về vật chất. Vậy nhưng khi tiếp xúc với những người dân bản địa, mình luôn cảm nhận được rằng họ vui vẻ và chấp nhận, hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dường như với họ, mỗi người sinh ra đều có một vai trò riêng trong cuộc đời và việc của họ là sống đúng với vai trò đó mà thôi. Khách du lịch thay đổi theo từng thành phố. Điểm đến đầu tiên của mình là Vientiane, thủ đô của Lào. Chắc bởi vì đây là thủ đô nên ai tới Lào du lịch cũng cố gắng ghé qua đây một chút. Vậy nên đi bộ quanh những thành phố của Vientiane, mình gặp mọi người đến từ các quốc gia khác nhau. Có người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Mỹ rồi cả người Việt nữa. Di chuyển tới Vang Vieng, một thị trấn du lịch nổi tiếng tại Lào, thì du khách ở đây chủ yếu là người Hàn Quốc và khách châu Âu. Chủ yếu là dân backpacker, trẻ tuổi, chắc cũng bởi vì đây nổi tiếng với du lịch mạo hiểm, khám phá cảnh quan như là đi zipline, kayaking, tubing. Nhưng khi tới thành phố Luang Prabang thì lại khác, người Pháp đến đây tham quan rất nhiều. Luang Prabang là cố đô của Lào và từng là nơi mà rất nhiều người Pháp sinh sống trong thời gian Lào còn là thuộc địa của Pháp.
Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share cũng như subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!